chào mọi người. Hôm nay nhà của cô Năm, bé yêu của cô Năm lâu lắm rồi mới được làm cái vấn đề cho bé yêu nè. Cô Năm hiền hà hiền hục. Sáng giờ cô Năm làm rồi mọi người. Đây là hai con cua đang me. Chị đâu? Đây là lẩu canh chua làm đơn giản rồi nghiêu xào tàu xì đó, chỉ có vậy thôi đó. Đây là bé Thi Thi, bé An, má Hai. Đây là cái bánh bớt về của Derek. Xin chào mọi người, mời mọi người ăn bát đề với mình nha. Đây, cục cưng của cô Năm đây. Đó, bát đề bòi của cô Năm đó. Đây, cục cưng của cô Năm đó. Cả nhà ăn rồi. Ăn múc giùm em nha, nấu cơm cho nó nguội nguội cho Phi chị ăn. Hả, ăn đi con. Được hay? Ngon quá. Đậu chua vừa ăn chứ Út. Ngon. Còn cái này cắt bỏ đi. Coi bỏ thêm hành Phi rồi vô. Để thêm nghiêng cho con dùm đi ba tấc. Để thêm nghiêng cho Phi nè. Đổ vỏ cho con ăn. Hai ngồi không được hả hai? Cái bàn nó ấy mà hai ngồi ăn được hả? Đây, hai cái con đây. Ôi, cái này, cái này gạch cua không nào? Ừ, gạch cua không đó, nguyên cái đó gạch cua chị ba. Lấy cái gạch cua trang cho trong cái nồi chị ba. Trang cái nồi cháy gạch cua vô. Ai đưa cái nhỏ nhỏ đó? Ủa sao nãy giờ không bỏ cua này vô làm ăn Út? Nói rồi. Cái nhỏ nhỏ gì? Nãy giờ không bỏ cua rồi vô trong cái ấy đó. Cơm chín rồi. Cua nè, bỏ rồi bên chua ăn ha. Sao vậy? Rồi. Đốt lửa lên đi mọi người ơi. Ô. Oh. Ai tặng mình bánh đẹp quá vậy nè. Cô Năm bên tay tặng cho. Mấy cái nhìn nó. Bữa nay bánh đề của anh Nghịch, nhưng mà cô Năm lo cho nghỉ ngày làm ở nhà để nấu bánh đề túi du cho cậu Út nhà này. Ủa, Út của cô Năm miền Tây năm nay được bao nhiêu cái xinh xắn? Mấy phần, lỗi đã không có nói được. Cậu Út của... Dạ. Tết này Tết này cũng giống Tết xưa. Dẫn đi xe đạp, dẫn chưa có. Má Hai, qua má Hai. Rồi, giờ hát cái tiêu cho con. Giờ nè. Không cho đứng hai đứa nhỏ con. Hát, hát. Đây, hát bên đề. Nghe lên. Chị nhắm nè. Thôi chị Năm quay qua cái giọng mình biết rồi. Thôi nên bị giết bại cho con á. Ok, gọi thôi, thở khỏi hát không hát thôi. Rồi, vô. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. 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 Mỗi năm mình sẽ làm cái đề cho ông chị nha.
tuy đơn giản nhưng mà vui. Mà hôm nay đâu mẹ cô coi những năm chắc đơn bánh. Đơn bánh sinh nhật nữa. Hôm nay nãy em đưa muỗng ở đâu ạ? Đây. Ủa sao nãy giờ cô không đứng đây, cô Năm chụp chân bao hình cô? Chụp hình. Cái con đi qua nó 21 tuổi là mình cao đẩy lên nè. Đẩy. Cho ba lấy miếng thịt này với. Lấy đi. Lấy đi Lan để hai miếng, hai miếng. Lấy lấy miếng bự vô Lan. Lấy cho hai ba miếng thì mình để chụp cũng vậy vô. Lấy mày cho anh Dũng cho lì. Thế ngày em mời nè. Để mai cái cuốn cái chi này là bỏ đó. Rồi cô lì miếng không hai. Hey. Rồi ba miếng luôn, cắt ba miếng luôn. Cho nó lại cho nó đẹp đẹp đẹp. Ăn nó ăn. Lì nó mặn cái thầy.